Với 25 năm trong cái lĩnh vực thẩm mỹ á, chị đủ tâm, đủ chuyên môn để tìm ra những cái dòng mỹ phẩm an toàn cho sức khỏe, tốt cho làn da. Mỹ phẩm của chị là thương hiệu Dr. Megic, nhập khẩu chính hãng, được Bộ Y tế kiểm tra khắt khe về chất lượng và được cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Em đang thắc mắc vì sao là nhiều người thích xài mỹ phẩm của chị đúng không? Đơn giản vì là may sao nói được làm được, nói thật làm thật. Nếu mà mỹ phẩm không có tốt á thì khách hàng tẩy chay mình luôn. Vậy á làm sao chị tồn tại được 25 năm hả em? Chính vì vậy á, mỹ phẩm của nhà chị tốt, đảm bảo chất lượng, đem lại kết quả thực sự cho từng khách hàng. Nên hiện nay á, Marisa đã có hơn 16 triệu khách quen, cứ giải hết là mua. Bởi vì càng dùng là da càng đẹp. Từ đó mẹ giới thiệu con, bạn giới thiệu bạn, cấp số nhân lên. Nên mỹ phẩm nhà Marisa lúc nào cũng bán đắt như tôm tươi, bán là bán bằng container luôn. Hiện nay á, trên thị trường có rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền là do họ thuê mặt bằng này, thuê người nổi tiếng, review quảng cáo này, chiết khấu 50%, thậm chí tới 70% cho các đại lý. Và những chi phí đó sẽ được cộng dồn vào giá của từng chai mỹ phẩm và khách hàng là người chịu những chi phí đó. Còn đối với mỹ phẩm Dr. Megic của nhà Marisa, cắt giảm tối đa chi phí, đó là không tuyển đại lý, không review quảng cáo, cạnh tranh về chất lượng, cạnh tranh luôn giá cả để sản phẩm đến tận tay người khách hàng, phải là hàng hiệu nhưng mà giá lại bình dân. Đó là một trong những cái lý do tại sao Marisa đông khách. Nhân dịp chào mừng ngày lễ lớn 30 tháng 4 và 1 tháng 5 giảm đến tới 20% cho toàn bộ sản phẩm Dr. Megic, giảm sau các bộ siêu phẩm hot hit của nhà Marisa như là bộ N3 này, B1 C1 này, MS09 này, B17 này, S4 này. Đặc biệt tặng một thẻ chăm sóc da trị giá 800.000 đồng khi mua đơn hàng mỹ phẩm trên 2.400.000 đồng, tặng một chai tẩy trang siêu cấp X2 á trị giá 400.000 đồng khi mua đơn hàng mỹ phẩm trên 4.000.000 đồng, cùng hàng loạt các cái dịch vụ làm đẹp được giảm giá tới 30%. Và khách hàng có thể là đặt mua cả các sản phẩm dịch vụ bằng hình thức online, hóa đơn dịch vụ và sản phẩm sẽ được free ship tận nhà. Khẳng định luôn, thẩm mỹ viện Marisa đến là đẹp.